quanh là đồi núi. Những con đường xuyên qua những ngọn đồi, những ngọn núi. Đây chúng ta chứng kiến trước mặt là một con đường xuyên qua núi đây, đường hầm. Với những hệ thống điện chiếu sáng. Sáng và có các cái hệ thống phòng cháy chữa cháy. Rất là hiện đại. Có cả hệ thống thoát hiểm. Đây là đường hầm đi qua núi. Cùng chiêm ngưỡng. Có cái hệ thống biển báo giao thông và trên cái con đường cao tốc này thì chỉ chạy với tốc độ là đoạn này thì là 70 km/h. Đường cao tốc của Nhật thì đa phần là chạy chỉ tốc độ là 70-80 km/h và có hệ thống cảnh báo rất chi tiết. Trước mặt chúng ta lại một con đường xuyên qua hầm nữa. Đi qua hầm tiếp. Đi qua núi. Đấy, tốc độ mọi người nhìn là chỉ có 70 km/h đó. Sông là chiếc cầu và chắn rất an toàn. Đường hầm xuyên qua ngọn núi. Khoảng cách xe cách xa nhau và mọi người đều tuân thủ theo luật giao thông. Đẹp và thơ mộng nên
không có sự nhàm chán khi tham gia giao thông.